Cơ hội thoát nghèo đang mở ra với nhiều hộ cận nghèo trên cả nước khi bắt đầu từ ngày hôm nay, các hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn sẽ được vay ưu đãi của chính phủ qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tại các địa phương với mức lãi suất cho vay vào khoảng 0,8% một tháng. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, nơi có nhiều hộ thuộc nhóm cận nghèo. Gia đình anh Chu Văn Bộ ở thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Không có ruộng sản xuất, cuộc sống của gia đình 5 người chỉ dựa vào nghề làm đậu hũ nhỏ lẻ nên hết sức khó khăn. Tuy nhiên, do không thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm qua anh Bộ không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Những cái hộ cận nghèo như chúng tôi ấy, thì thật ra làm ăn nó cũng nhỏ lẻ, nó cũng không có lớn gì. Mà vay những các cái ngân hàng thương mại thì thật ra thì cũng không kịp xoay vòng cái đồng vốn. Vậy lãi suất cả sắp chỉ 2% vậy thì bây giờ không dám vay. Không chỉ có gia đình anh Bộ mà nhiều hộ dân ở huyện Cư Rút khi biết thông tin bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, nhóm đối tượng cận nghèo sẽ được tiếp cận với nguồn tín dụng ưu đãi của nhà nước, họ như nhìn thấy cơ hội thoát nghèo đang thực sự đến gần. Nhà nước mà đã hỗ trợ cho vay thêm một nguồn vốn như vậy để đầu tư tái sản xuất hoặc là muốn thay đổi cây trồng vật nuôi đi để cho họ xóa đói giảm nghèo, có một thêm nguồn vốn để cho con em họ được đến trường. Tỉnh Đắk Nông hiện có trên 7.000 hộ cận nghèo. Trong những năm qua, nhóm hộ này ít được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, nhất là trong lĩnh vực vay vốn phát triển sản xuất. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ trở thành hộ nghèo hoặc tái nghèo, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giờ được tiếp cận với vốn vay ưu đãi, cánh cửa thoát nghèo như rộng mở hơn đối với nhóm hộ cận nghèo. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay vốn đối với những hộ cận nghèo để trong cái chương trình xóa đói giảm nghèo, phải nói rằng người dân người ta rất hào hứng và người ta rất phấn khởi. Người ta đã cận nghèo rồi từ 401 cho đến 520, nếu nhà nước cho vay cái vốn cận nghèo từ 30 triệu đồng xuống thì người dân người ta sẽ thoát nghèo hơn. Theo thống kê, cả nước còn hơn 1,5 triệu hộ cận nghèo. Đây là nhóm đối tượng có tiềm lực kinh tế còn non yếu. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo sẽ giúp người dân có vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần rất lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội hiện nay.